đây. Không lẽ tay là nó tụt xuống liền các bạn ơi. Đây các bạn ơi, mọi người đang chuẩn bị đi bắt ốc móng tay nè các bạn. Đi xíu ra ngoài bắt rồi mình review cho các bạn coi nha các bạn ơi. Đây, chuẩn bị đi cho các bạn ơi. Đây các bạn ơi, ta đang bắt qua đó nè các bạn. Tí xíu để mình review gần cho các bạn coi nha các bạn. Không có, là nó không có lên. Không đúng rồi, nó không lên rồi chứ hả? Nãy giờ em chọc nó chưa vô cái nào. Đâu quá trời lỗ nè, không quá trời nè. Con đi im cây đó, tự nó có là nó bung lên à. Đi thôi. Sao con ơi. Đây, con tay đây các bạn ơi. Nè nó lỗ nè hả, bỏ vô. Đây, từ từ. Nè nó đang xì lên nè. Ôi, chọc đầu. Lẻ lên, chọc đầu lẻ lên. Trời ơi, nó bung rồi. Con phải chọc lẻ. Cái này nó đang có nè, từ từ để im đi. Xì bớt. Đi hả? Đi. Con chấm vô. Rồi đi tiếp các bạn ơi. Ở đây ít ảo quá. Bây giờ mình ra đây mình bắt tiếp cho các bạn ơi. Nãy giờ bắt được như đây. Mệt quá, mệt các bạn ơi. Người ta bắt quá trời, ta bắt quen đứng lên xuống mệt quá. Đi theo mình. Bạn ơi, đi không quen chứ cái chân bắt chị nữa. Đây các bạn ơi, bắt nó giật lên không kèm nó sẽ tục xuống thôi. Mẹ tay là nó tụt xuống liền các bạn ơi. Liền cảm bắt tiếp nha. Đây, ở đây các bạn ơi. Đâu, cu đâu, cu đâu, cu đâu.
bị đây tiếp tục đi các bạn ơi, nhưng mà mệt quá, đi không quen á các bạn, đi không quen mỏi chân quá mỏi à. Cái này bắt đi tiếp các bạn ơi. Định sảy mình đã không có sỏi mình đâu các bạn ơi. Đây tiếp tục. Mệt quá. Chúng mình ngồi xuống á, xì đùi nữa rồi. Ngồi lắm chứ. Mình bắt không kịp á. Ê, mình rút mình không kịp á. Vỡ rồi. Vẻ quá mình làm không kịp. Các bạn ơi, hôm nay quay video tới đây mình tạm kết thúc tại đây các bạn ơi. Giờ mình vô trong các bạn ơi. Mệt quá. Chỉ có hình ảnh này bắt được các bạn. Nghiêu lại móng tay rồi các bạn. Thấy rất mệt. Bây giờ mình đi vô trong nha các bạn. Mình chuẩn bị mình về. Hẹn các bạn lại cái clip sau hay hơn, khi nào có gì hay hay mình quay lên cho các bạn coi nha các bạn ơi. Chào các bạn nha.